chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món bún thịt nướng các bạn, làm tại nhà các bạn. Hôm nay mình làm món bún thịt nướng tại nhà ha. Mời các bạn tham khảo cho mình ha. Và vật liệu mình chuẩn bị là gồm có nửa ký thịt nạc răm, có nạc có mỡ nha các bạn, nhìn đi các bạn nha, có nạc có mỡ, đừng có mua nạc không, cũng đừng mua mỡ không. Mình ra ngoài tiệm mình nói là nửa ký thịt nạc răm, có nạc có mỡ, và yêu cầu là người ta sắc ra cho mình luôn nha các bạn. Người ta sắc cho mình luôn chứ về nhà mình đừng sắc cửa. Mình về nhà mình rửa thôi, mình rửa thịt cho sạch sẽ, xong rồi mình để qua bên cho nó ráo nước. Bắt đầu mình cho cái gia vị đó các bạn, chuẩn bị gia vị nè. Các bạn mua cái gói gia vị này nè, cà non thịt kho 6.000 một gói các bạn. Các bạn mua gói này 6.000, các bạn cắt cái gói này các bạn đổ hết vô cho mình đi. Rồi các bạn mua sả nè, sả bầm nè, tỏi bầm nữa. Các bạn cho mỗi thứ một muỗng cà phê tỏi, một muỗng cà phê sả, trộn đều lên. Mình để cái này mình nêm nếm, không cần nêm nếm gì hết, mình chỉ trộn cái gói cà non thịt kho đó vô, mình để trong vòng 30 phút là bắt đầu là mình đi chuẩn bị những cái công việc khác. Xong xuôi hết là mình để qua bên ha, mình xong xuôi hết để qua bên để chuẩn bị làm công việc khác. Bây giờ mình rau rồi các bạn, rau này mình mua khoảng chừng 25.000 ký. Mình đang vô đây có một các bạn thấy không, mình mua một gỗ rau như vậy nè, nó bán mình 6.000 đó, rẻ đâu mắt đâu các bạn. 6.000 gỗ rau nè, có rau gừng nè, xà lách nè, nói chung là nhiều rau sống lắm, ăn cũng rất là ngon các bạn. Thử nè, 6.000 mua đường gỗ rau, bún mình mua thêm 12.000 ký các bạn ha, cũng ngon lắm, bún này bún Thủ Đức các bạn, xào nó trong suốt ngon lạnh lắm. Rồi bắt đầu mình làm nước mắm đi. Bây giờ mình chỉ các bạn là hướng dẫn là làm nước mắm ha. Nước mắm thì cũng dễ thôi, các bạn cho tỏi bầm nè, sả bầm nè, ớt xanh ớt đỏ mình cắt ra, rồi mình cho đường vô các bạn ha, mình quậy đều lên, mình để khoảng chừng 5 phút, nặn chanh đồ vô với đường vô cho để 5 phút đi, cho cái tỏi gia vị đồ nó chín á, thì khi mình làm xong nó sẽ nổi lên mặt nước nè, nó nổi lên mặt nước mắm nè, nó không bị chìm xuống, bạn thấy không? Còn nếu các bạn làm không biết, ai không biết cách làm là ba cái gia vị nó chìm xuống dưới, nó không có nhìn, không đẹp mắt đâu. Rồi xong xuôi cái mình cho đường vô, rồi mình cho nước mắm vô, rồi cứ mình để lát mình quậy đều lên là mình dùng được rồi ha. Nhưng mà do cái đó do năng chiếu các bạn nêm nếm thôi, chứ đó sao mình chỉ được, đúng không? Rồi các bạn cứ nêm nếm ha, cho vừa ăn nha. Rồi xong rau xong bún xong cái là mình đợi mình đi đúng rồi, còn cái một cái khâu thì quan trọng nữa, nhớ mua than nha, không mua than là không có nướng được nha các bạn. Các bạn nên mua ký than thôi, nướng gì đó là ký than thôi. Cái này cứ nửa ký thịt nướng chừng 10 phút. Và đặc biệt là mình nhớ mua cái xiên que, các bạn không mua cây xiên que các bạn không đâm được đâu. Cái xiên que này ở ngoài nó bán như là 5.000 bịch, xiên que này ngoài bán 5.000 bịch mà mình cũng không biết giờ mình đang để đâu nữa để mình tìm. Đây các bạn mua bịch xiên que, nó bán cho mình một bịch xiên que đóng gói sẵn luôn, bịch xiên que như thế này nè các bạn. Một bịch xiên que này nó bán là 5.000 nha, 5-6.000 gì đó, cũng có nơi là bán 7-8.000 thì tùy khu vực thôi các bạn ha. Còn mình đang ở dưới quê cho nên giá cả nó hơi mắc chút xíu. Rồi các bạn thấy không, nguyên vật liệu mình để sẵn hết nè. Đây là bún nè các bạn ha, đây là nước mắm nè ha. Rồi còn đây là thịt nè, mình đợi 30 phút sau cho nó thấm gia vị vô là mình bao vào, mình tiến hành là mình ăn cơm là mình nướng các bạn ha. Hôm nay thì mình dùng món bún mình nướng đi các bạn. Rồi đây rau sống thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn, đúng không? Rau sống mình cũng đã chuẩn bị sẵn luôn, cứ thế là xong xuôi hết là mình triển khai là mình đưa lên bàn, mình bày ra thì mình sẽ quay cho các bạn coi một lần nữa ha. Các bạn thông cảm nha, này có biết của mình nó hơi bề bộn một chút, các bạn thông cảm đi ha. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay á, các bạn sẽ cho mình một like, một share và một subscribe các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Rồi mắc hơn nhà mình làm nhiều, món này nếu mà ở nhà mình chịu làm không quá 100.000 các bạn. Buổi ăn chiều á của gia đình mình á, lâu mình làm video các bạn xem, nhưng mà bữa ăn này không quá 100.000, nhưng mà chi phí không tới đâu, nó cũng ngon. Rồi ok các bạn thấy không, quá đã các bạn ơi. Rồi chút xíu là các bạn thấy là mình nướng một cái là nó bốc khói lên, trời đất ơi, đó là không còn gì mà để mà phàn nàn luôn. Rồi xong rồi các bạn ha. Rồi cái khúc này là xong, triển khai làm cái khúc khác. Rồi đó là chủ yếu là mình nướng thôi.
rồi mình đã xiên mấy cái thịt đó vô que xong hết các bạn ha. Giờ thì mình chuyển tiến hành cái công việc khác đi. Giờ chút xíu mình nướng rồi mình sẽ quay video clip tiếp các bạn. Hello các bạn, bây giờ mình đang đốt than các bạn. Bây giờ mình nãy giờ là bây giờ mình tiếp tục công việc tiếp ha. Bây giờ mình đốt than rồi mình cho than vào đây. Mình bếp ga là cho nó nhanh nha. Mình lấy than mình đốt cho nó nhanh bỏ vô đây để đỡ mất thời gian đó. Chứ không mất thời gian lắm. Giờ này cũng lâu rồi mình cũng đang đói. Này chừng không được 5 phút đâu các bạn ơi. Đốt nhanh lắm. Mình đốt than cho nó đỏ lên á, mình qua đây. Cũng là bự thôi, mình đốt bự thôi, cục nhỏ mình không đốt. Cái cục nhỏ mình vẫn còn để trong đây, cục nhỏ mình không có đốt. Rồi, than nào cháy rồi thì mình chở nó lại. Đó, đỏ than à, xong mình gấp bỏ vào đây. Tự làm mình ăn tự nó thấy nó sao sao á, nó hấp dẫn sao các bạn ơi. Mình tự mình làm, lâu lâu mình rảnh đi làm về sớm cái mình ngồi mình làm chơi. Mình được cục bự mình bỏ vô thôi các bạn ha. Tốc độ này nó cháy cũng nhanh lắm mà. Sắp mấy cái than lại các bạn cho nó ngay ngắn để nó đỏ lên. Nó mà chịu cháy rồi cháy ghê lắm à. Các bạn nghe nghe tiếng than kêu tách 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 cháy. Thôi được rồi các bạn ơi, đó mình tắt lửa ha. Rồi bắt đầu mình đem nó ra ngoài, các bạn bây giờ bưng ra ngoài các bạn.
Rồi bây giờ mình bắt đầu tiếp tục vô bữa ăn các bạn ơi. Mình bắt đầu bây giờ mình đưa thịt lên mình nướng nha các bạn. Rồi ở đâu mình để thịt lên nướng nữa các bạn. Đó, than nó nóng rồi đó. Đầu mình đưa lên nướng. Các bạn nướng hơn chừng trong vòng 10 phút là các bạn có bữa ăn. Mình làm cái bữa ăn nho nhỏ này. Này các bạn thấy không? Đó. Sáu bạn, các bạn sắp cho đàng hoàng ha. Rồi. Đây các bạn thấy không? Đây cái bữa ăn chiều tối của gia đình mình chỉ có vậy, đơn giản là vậy thôi. Chỉ có một chút ít thôi. Rồi. Rồi các bạn thấy không? Đây. Đây, đợi xíu các bạn à, đang nướng. Đây. Mình ăn cái đồ này á, là nó có dầu mỡ nhiều, nó có mỡ nè, cho nên mình uống cái nước có ga đó cho hệ tiêu hóa nó tốt các bạn ha. Rồi, uống gì cho nó tiêu, tối mình ngủ nó mau tiêu chứ hồi sáng ngày mai. À, qua nướng đi con. Qua nướng đi, qua nướng đi. Đó, các bạn thấy không? Giờ xíu mình nướng chín cái đầu là mời các bạn theo dõi nha. Xíu mình nướng chín cái là bắt đầu là mời các bạn thưởng thức chung với mình nha. Chở nó cho nó, mình cứ từ từ mình nướng các bạn, cứ lửa lớn lên nè. Đây thấy khói nó bốc lên các bạn thấy không? Cái than nó bậy vô. Đây đó, bắt đầu lửa nó lên rồi các bạn. Con tôi xuống lấy đồ đũa để trên bếp, lấy cho bà chở mấy cái than. Đây lửa đỏ lên đây. Các bạn đợi chừng 2-3 phút mà nó nóng một hồi, nó bốc khói lên một cái là nhanh lắm. Cầm đi. Các bạn thấy không? Nó rất là ngon, thơm. Bữa tối, gia đình ăn đơn giản vậy thôi.
Huy ơi, xuống lấy thêm cái dĩa là đựng thịt đi con. Để mẹ mai á mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn các bạn ơi, nãy giờ làm mệt các bạn ơi. Giờ mình làm thử một chén nữa coi. À, làm thử một chén nữa coi nó như thế nào các bạn ơi. Đã quá bà. Nó ngon. Quay quá vậy. Nó hơm với mùi xả. Nó hơm với mùi nước mắm. Nó hơm với mùi rau. Quá ngon. Xả với mùi tỏi mình nướng lên thơm lắm. Không? Ba, con đi thăm ba. Đức. Mời bác. Nhưng mà ngon phải ăn nhiều với hai đứa nhỏ già nặng của mình hết. Con bao nhiêu? Chắc lắm rồi, chắc bự lắm. Cài quá. Muốn cài luôn á. Em không muốn cài trời. Rất ngon đấy các bạn. Nó ngay vô. Ngay vô thôi. Quá đã. Các bạn rảnh á, các bạn nên làm thử ở nhà, các bạn dùng thử bữa đi. Chi phí rất là rẻ nha các bạn. Mình làm là chưa được 100 nhà nữa đó. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, bữa ăn của mình đến đây cũng đã gần hết rồi các bạn ơi. Hết giờ bún luôn các bạn ơi. Còn mấy cục thịt rồi, mình gắn hết rồi nha. Thôi thôi, bữa này tới đây là kết thúc nha các bạn. Ăn ớt cay quá. Đến đây thôi nha, xin chào các bạn nha, hẹn lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.